Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 8 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin. Và hiện nay ở Việt Nam đang xảy ra một sự việc hết sức nghiêm trọng, đó là việc Tập Cận Bình toan chiếm Biển Đông, Nguyễn Vũ Trọng mở đường cầu viện. Và thưa các bạn, chính phủ Việt Nam đang vận dụng và tìm mọi cách để lót đường cho chuyến thăm của Mỹ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể tham khảo trên một số trang truyền thông quốc tế như Đài Truyền hình Hoa Kỳ, Đài FAFI hoặc là Đài Thời báo DE và một số trang khác. Việt Nam vận động hành lang để ông Trọng thăm Mỹ vào tháng 10. Đây là tiêu đề của bài báo. Chuyên gia chính trị Việt Nam Cathay cho biết chính phủ Việt Nam đã vận động hành lang ở Hoa Kỳ để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có được lời mời thăm Nhà Trắng, và nhiều khả năng chuyến đi Mỹ của nhà lãnh đạo Việt Nam sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Đây là hình ảnh các bạn có thể xem, và chúng tôi sẽ chia sẻ ngay sau video này để các bạn có thể kiểm chứng những thông tin mà chúng tôi cung cấp để cho các bạn và báo chí trong nước không đưa. Và cũng trong thời gian gần đây thì các bạn cũng đã biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi lần đột quỵ lần đầu tiên ở Kiên Giang thì đã được các bác sĩ chăm sóc và sức khỏe của ông đã dần dần hồi phục, và ông bắt đầu xuất hiện ở một số cái sự kiện, tuy chưa nhiều nhưng bắt đầu như chúng ta thấy rằng là ông ta có thể đi lại một cách từ từ được. Đấy là điều mà người dân đang rất quan tâm đến sức khỏe của lãnh đạo này. Và Trung Quốc ở Biển Đông thì ngày càng tăng nhiều sức ép khi ông Tập Cận Bình, bất chấp các cam kết giữa hai đảng Cộng sản anh em, đã liên tục đưa tàu xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và đâm phá tàu cảnh sát biển Việt Nam một cách hết sức dữ dội. Và các bạn cũng đã thấy đây là hình ảnh của chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đang hoạt động ở gần bờ biển của Việt Nam cùng với 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc rất lớn và sẵn sàng hung hãn đâm vào tất cả những tàu cảnh sát biển cũng như tàu ngư dân nào đến gần với nó. Và cái khu vực mà những chiếc tàu này đang hoạt động nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, gần khu vực bãi Tư Chính, và nơi mà Việt Nam có đầy đủ bằng chứng là chủ quyền của quốc gia từ trước đến nay. Và phía Trung Quốc mặc dù vậy vẫn không chịu rút tàu như yêu cầu của Bộ Ngoại giao Việt Nam, và họ ngang nhiên coi những công hàm phản đối của phía Việt Nam không có giá trị pháp lý, và họ tiếp tục thăm dò ở vùng này cho đến ngày hôm nay. Nếu các bạn ra biển ở khu vực này vẫn gặp những chiếc tàu Trung Quốc đang quần đảo ở đây. Và chỉ có Mỹ, châu Âu và quốc gia dân chủ thì mới lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc về cái việc họ xâm phạm chủ quyền. Mà cụ thể nhất là ngày hôm nay 28 tháng 8 2019 thì Liên minh châu Âu đã tuyên bố ủng hộ giải quyết việc căng thẳng Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, cũng như yêu cầu các bên sử dụng biện pháp pháp lý để giải quyết tranh chấp và không quân sự hóa khu vực này. Thì đây là điều mà Liên minh châu Âu đã lên tiếng. Thì qua đấy các bạn phải biết rằng, có thể biết rằng là cái hoạt động của Trung Quốc đã rất nghiêm trọng, và khi ngay cả châu Âu cũng đã lên tiếng như vậy thì điều đó Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án có thể xảy ra. Và trước đó thì ngày 26 tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cáo buộc Trung Bắc Kinh dùng các thủ đoạn bắt nạt khi trở lại can thiệp mang tính uy hiếp nhắm vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam, tạo ra tình trạng đối đầu giữa các tàu hải cảnh Trung Quốc và Việt Nam suốt 2 tháng qua. Thì đây là thông tin chính thức của Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra, và các bạn có thể tra khảo ngay sau cái video clip này. Chúng tôi sẽ chia sẻ đường link để các bạn tìm hiểu và tiếp tục biết thêm những cái thông tin thực tế nhất trên thế giới đang diễn ra đối với Việt Nam mà báo chí nhà nước không hề đưa tin. Đây là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ về báo chí nhà nước Việt Nam đã không phục vụ người dân. Cùng lúc này thì các nước cùng thể chế cộng sản như Lào, Cuba, Bắc Triều Tiên đã hoàn toàn im lặng và nên buộc Việt Nam phải có quyết định dứt khoát nhờ sự ủng hộ giúp đỡ của Mỹ để chống lại cái sự bành trướng Bắc Kinh của Trung Quốc. Và không những thế, Bắc Triều Tiên là một thể chế tương đồng cộng sản với Việt Nam, họ lại đưa ra những cái hoạt động mà nghiêm trọng trong thời điểm này, đó là Anh, Pháp, Đức ngày hôm nay đã lên án Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc. Các đặc sứ tại Liên Hợp Quốc, tại đại diện ba cường quốc chính trong Liên Hiệp Châu Âu ngày 27 tháng 8 đã lên án Triều Tiên về kế hoạch phát triển đầu đạn mới cho các đợt phóng phi đạn mới. Đây là hình ảnh mà Triều Tiên đã phóng tên lửa trong thời gian vừa qua liên tục, mặc dù đã bị chế tài của Liên Hợp Quốc và rất là nhiều các quốc gia lên tiếng, nhưng họ vẫn làm
và đây là một trong những nước cộng sản anh em của Việt Nam, và mặc dù họ luôn liên tục sử dụng những cái răn đe này đối với các nước khác, nhưng khi Việt Nam lâm nguy thì họ cũng không hề lên tiếng để ủng hộ Việt Nam bất cứ một bằng một cái văn bản nào trong thời gian vừa qua. Và đương nhiên là khi mà tới đây ông Nguyễn Phú Trọng có thể vào tháng 10 tới sẽ tới Washington gặp Tổng thống Donald Trump, thì lúc đó thì chỉ có thể công bố những quyết định mà hai bên đã thảo luận trong thời gian vừa qua. Vì việc chuẩn bị thường là đối với công tác ngoại giao như vậy thì đã được chuẩn bị từ trước, như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng đã có cuộc gặp, rất nhiều cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như là các đối tác Mỹ để thông qua chương trình làm việc mà phía Mỹ và Việt Nam cùng mong muốn đạt được các thỏa thuận nhất định. Và đương nhiên qua chuyến thăm này thì Việt Nam có thể sẽ được khích lệ trở nên độc lập hơn với Trung Quốc và không còn sợ hãi Trung Quốc như trước đây nữa, bởi vì phía đứng về phía Việt Nam là châu Âu, là Mỹ và nhiều quốc gia văn minh khác. Và chúng ta cũng hiểu thêm một điều đấy, đối với các nước dân chủ và tự do và đặc biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump thì ông là một cái người rất thực dụng, nên Việt Nam chắc chắn là buộc phải có cái điều chỉnh về cán cân thương mại trước chuyến đi thăm ông Trọng của ông Nguyễn Phú Trọng đối với tới Mỹ, bởi vì hiện nay Việt Nam xuất siêu vào Mỹ quá nhiều, và chính vì vậy chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh gần đây là việc Vietjet mua 100 máy bay Boeing của Mỹ, và hai hãng hàng không Việt Nam Vietjet và Bamboo Airways đã ký hợp đồng mua tất cả 110 máy bay của hãng Boeing trị giá hơn 15 tỷ USD, trong đó riêng Vietjet mua 100 chiếc. Thương vụ diễn ra trong thời điểm thượng đỉnh Trump Kim lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 27 tháng đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Và Reuters bình luận rằng việc lễ ký kết diễn ra khi Trump đang ở Việt Nam sẽ góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và quân sự giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam. Và đây các bạn đã thấy hình ảnh rất rõ ràng là ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng khi được hợp tác với Mỹ và mua máy bay của Mỹ để phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế ở trong nước, và cũng những cái nhà doanh nghiệp trẻ, tư nhân và các công ty cổ phần bắt đầu tham gia vào thị trường toàn cầu. Và điều này cũng khẳng định thêm một lần nữa rằng là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với việc là các doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo đã hoàn toàn thất bại, và ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ trong thời gian tới sẽ có những cái biện pháp dẹp bỏ dần tất cả những công ty nhà nước mà chỉ đem lại những cái khoản lỗ rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam. Và bên cạnh đó thì Mỹ cũng đã bắt đầu có những bước đi phù hợp bằng việc đã cử đại sứ tới thắp hương ở nghĩa trang Trường Sơn để khép lại quá khứ đau thương giữa hai nước. Và hình ảnh các bạn có thể thấy ở trên một số trang báo trong nước đã bắt đầu đăng tải là đại sứ Kitten Brick và lãnh đạo Quảng Trị tới thăm và thắp hương tại nghĩa trang quốc gia Trường Sơn. Và ông đại sứ Mỹ nói thêm là đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tôi vui mừng khi công việc của tôi đã đưa tôi tới thăm các tỉnh thành trên khắp Việt Nam, gặp gỡ những con người đáng mến, những người đang làm những việc tuyệt vời để kết nối nhân dân hai nước chúng ta. Và đây là hình ảnh lần đầu tiên là đại sứ Mỹ đến thắp hương ở nghĩa trang Trường Sơn, và ông rất thành kính trước những cái sự hy sinh của ngay cả những cái người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Và đây là cái điều mà phía Mỹ đã làm ngay trong thời điểm này để họ khẳng định rằng một lần nữa là họ sẽ hỗ trợ Việt Nam một cách thành tâm để Việt Nam có thể thoát khỏi cái sự ảnh hưởng của Trung Quốc và đi tới hợp tác với các nước dân chủ và tự do hơn. Và tất nhiên là Trung Quốc cũng không muốn Việt Nam tiến quá gần tới Mỹ, vì có thể Việt Nam sẽ thay đổi thành thể chế dân chủ và tự do, nên họ đã chống phá Việt Nam bằng mọi cách. Trong đó, việc đưa tàu thăm dò Hải Dương 8 vào vùng biển Việt Nam trong lúc này đương nhiên là nằm trong cái lộ trình này. Và các bạn có thể xem cái hải trình của chiếc tàu này hiện nay đang nằm trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Họ vẫn thăm dò liên tục và ngay sát bờ biển của Phan Thiết, chỉ hơn 100 km. Và nếu những tàu thuyền nào của Việt Nam ra gần khu vực này chắc chắn sẽ bị những tàu hải cảnh của Trung Quốc hung hãn đâm chìm hoặc là áp chế một lập tức. Và đương nhiên với cái lực lượng hải quân rất mạnh mẽ của mình thì hải quân Việt Nam đã phải rút tàu ra xa hoặc là chỉ đứng ở bên ngoài quan sát mà không thể có những biện pháp áp chế thích hợp đối với tàu Trung Quốc, vì có thể sẽ xảy ra nổ súng bất cứ lúc nào. Và tất nhiên với việc Trung Quốc hung hăng như vậy, ngoài việc họ tập trận liên tục ở Biển Đông, họ áp đặt
Việt Nam và họ yêu cầu Việt Nam cùng những công ty dầu mỏ, dầu khí của Việt Nam, của Mỹ, của Nga và của Nhật, của Ấn Độ phải rời bỏ khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì Mỹ không bao giờ để yên. Và quả thật là ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8, Mỹ đã điều tàu tuần tra đi qua eo biển, và tàu chiến Mỹ áp sát chữ thập vành khăn giữa những căng thẳng thương mại. Đây là hình ảnh các bạn thấy tàu chiến Mỹ. Và giới quân sự Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục thuộc Hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 28 tháng 8 đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông. Một động thái có khả năng làm cho Bắc Kinh tức giận vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có quan hệ căng thẳng. Tàu khu trục Hải quân Hoa Kỳ Wayne Mayer đã đi vào vùng phạm vi 12 hải lý của các đảo đá chữ thập và vành khăn. Trung tá Ryan Monson, nữ phát ngôn viên của hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã nói như vậy. Bà nói thêm tác vụ kể trên được thực hiện để thách thức các lời tuyên bố chủ quyền quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Và các bạn thấy là Mỹ lập tức là điều tàu ra để đi qua cái khu vực mà Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền. Và với thời điểm, với các diễn biến trở mặt rất rõ ràng này từ các đồng chí Trung Quốc, thì có lẽ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ nhận ra sự thật và hiểu được mong muốn của trên 90 triệu người dân Việt Nam để thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc, đưa Việt Nam trở thành nhà nước tự do và dân chủ. Và có như vậy mới phù hợp với thể chế văn minh của nhân loại, được quốc tế giúp đỡ nhiều hơn và cho việc phát triển kinh tế cũng như bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư, ngày 28 tháng 8 năm 2019 từ Berlin. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tường thuật lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận để chúng tôi có thể phục vụ các bạn những cái thông tin nhanh nhất, trung thực nhất trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn và chúc các bạn sức khỏe, nhiều may mắn.